Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm trước thì mình có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cách đệm đàn phòng vùng. Mình đã hướng dẫn cụ thể về cách các bạn đệm nhịp 24. Thì hôm nay thì mình có thời gian thì mình làm cái video này để hướng dẫn cho nhiều bạn muốn học hỏi hơn, đầy đủ hơn và thêm một ít về nhịp 24 nữa. Lúc trước thì mình có nói nhưng mà mình nói chưa hết, và đồng thời thì ở video này mình sẽ chỉ thêm các bạn cách để mình đệm piano nhịp 34. Thì sau đây chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cụ thể về nhịp 24. Đó là 24 thì loại liên ba này, mà mình thường hay gọi cho nó dễ hiểu là thì loại slow rock ấy. Đấy, liên ba, các bạn thấy hầu hết bài hát này toàn là các nhóm nốt liên ba. Và các bài hát, và mình lưu ý với các bạn là những bài hát nào nó có liên ba như thế nào thì mình đều chơi cái điệu đánh, thì lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Ví dụ như cho bài Xin cho con biết lắng nghe chẳng hạn, nó cũng là thể loại nhạc liên ba. Thì Bỏ ngài con biết theo ai, vân vân, rất là nhiều. Đấy, mình thử hát một đoạn nhé. Lạy Đức Kitô, ngài đã yêu con, hiến thân vì con. Xin lỗi, mình hát lại nhé. Lạy Đức Kitô, ngài đã yêu con, hiến thân vì con. Đấy, kiểu như vậy. Rồi, bài này thì chắc là nhiều bạn cũng thuộc rồi, bây giờ mình sẽ nói rõ hơn. Đấy, bài này thì nó chơi ở hợp âm pha trưởng nha. Này, pha trưởng này, hợp âm pha trưởng này. Có si giảng này. Đấy, hợp âm pha trưởng, si giảng. Nó kết ở pha. Ở video trước mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn nhận diện hợp âm. Đấy, kết ở pha và có si giảng. Đấy, si giáng thì nó có hai trường hợp là chỉ có pha trường và rê thứ thôi, một trong hai, mà đây nó kết ở pha thì là pha trường nhé. Bây giờ mình sẽ đền trước một đoạn để các bạn nghe nhé. Luôn luôn giữ ở khoảng 8 này. Ví dụ hợp ba pha trường thì gồm có pha đô pha, còn tay phải thì mỗi hợp âm mình cũng hướng dẫn cho các bạn luôn. Một hợp âm thì nó có 3 thế đánh ở tay phải. Đấy, thế đánh thứ nhất đó là cũng là pha trường. Một hợp âm pha trường nhé, nó có 3 thế đánh. Pha trường này, pha rồi thế bấm thứ hai la đô pha, và thế bấm thứ ba là đô pha la. Đó, những cái này cũng đều là âm pha trường. Đấy, mình nhắc lại nhá, pha la đô này, la đô pha này, đô pha la này. Thì bài này khi chơi điệu đánh này thì hầu hết các bạn tập trung chơi ở điệu đánh thứ hai, đó là la đô pha, la đô pha. Còn ở tay trái thì chúng ta chơi khoảng 8 bình thường. Như thế này, các bạn đầu tiên tay trái thì các bạn ấn trước, các bạn thấy ấn ạ.
bạn chuẩn bị. Fa do fa la do fa đấy. Lạy Đức Kitô, Ngài đã yêu con, biết thân vị của con. Đấy, xuống dây cũng vậy. Tất cả các hợp âm trong bài này, nếu như các bạn mà những bạn nào mà rành hợp âm á, thì chúng ta chơi ở điều thế bấm thứ hai này của hợp âm này. Ví như là âm fa trược thì gồm có fa la do, la do fa, do fa la thì các bạn chơi ở la do fa. Ví dụ rê trường thì có rê thứ thì có rê fa la do, la rê fa thì các bạn chơi ở la fa la rê. Mình thử chơi lại cho các bạn một lần nhé. Lạy Đức Kitô, đoạn giao đầu này thì gồm có những loại âm là lấy Đức Kitô ngài đã yêu con hiến thân vì con, thì gồm có pha trường này, có pha trường đây, đô trường và rê thứ, thì chúng ta sẽ hát và đề như thế này: lấy Đức Kitô. Ở đây cái đoạn đầu này thì lấy Đức Kitô là phách yếu, cho nên chúng ta chưa bấm hợp âm vào, và chúng ta người ta ở đây thì người ta có ghi hợp âm pha trường bắt đầu từ chữ tô pha. Các bạn bắt đầu để các bạn hát một tí xong các bạn đẩy vào nhé. Lạy Đức Kitô, đấy kiểu như vậy. Lạy Đức Kitô, ngài đã yêu con yên thân vì con, đó kiểu như vậy nhá. Mình lại nhá. Lạy Đức Kitô, ngài đã yêu con hiến thân vì con, ngài sống trong con, ngài trên cho con tình yêu biển cao, sống trong con ngọn lửa tin yêu hiến thân tôi. Ta xem video và chúng ta cứ học từ từ vậy. Còn cái kiểu đánh thứ hai của thì loại nhạc này thì các bạn phải chơi thế này, cũng kiểu giống như vậy, nhưng mà ở đây thì các bạn quảng tám thì các bạn chơi thế này. Đứng kỳ tù, đó ở phần tay trái thì các bạn bỏ cái ngón giữa này, cái ngón này này, bỏ nó, các bạn chỉ chơi hai ngón thôi, hai đầu thôi. Bạn chỉ chơi pha với pha khoảng 8 là được nhé. Còn ở đây thì tay này thì các bạn cũng chơi ở thế bấm 2 đó. Tuy nhiên thì cách chơi ở đây thì nó đi theo thứ tự từ đầu đây này. Các bạn ấn tay trái trước, lấy Đức Kitô, lấy Đức Kitô, ngài đã yêu con. Đức Kitô, ngài đã yêu con. Đấy, lại nhá. Lạy Đức Kitô, ngài đã yêu con. Lạy Đức Kitô, ngài đã yêu con hiến thân vì con. Ngài chân cho con tình yêu.
Fa la do fa do la fa la do fa do la. Đó là Đức Kitô. Các bạn cứ học từ từ thôi. Cái điều slow rock này thì còn rất là nhiều nữa. Hôm sau thì mình sẽ làm video hướng dẫn thêm cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học hai cái điều này để chúng ta chuyển sang nhịp 3/4 nhá. Mình sẽ tổng kết lại cái bài hát mà có cái tỷ lệ liên ba này nhá. Thứ nhất là điều đoạn đánh lấy Đức Kitô người đã yêu con. Thì loại thứ hai lấy Đức Kitô người đã yêu con hiến thân vì con người chiến cho con. Rồi sẽ có bạn thắc mắc với mình là cái bài hát này thì intro nó sẽ vào như thế nào, thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn cái intro luôn. Thì ở bài hát này thì chúng ta thấy thì cái intro thì nó cũng rất đơn giản. Cái đoạn đầu này thì intro nó cũng nghe được này. Hoặc là các bạn có thể lấy đoạn điệp khúc để các bạn chơi. Mình sẽ ví dụ mình chơi đoạn intro nhé. Intro thì chủ yếu là các bạn vừa lấy ở trong ban nhạc và các bạn cũng lấy một ít kiến thức của mình nữa. Mình không cần thiết phải chơi intro là phải giống y như bản nhạc. Các bạn có thể biến tấu nó thành cái kiểu của mình đấy, có một phần cũng giống như trong bản nhạc cũng vậy. Nhưng quan trọng chủ yếu là khi chúng ta kết thì làm sao chúng ta kết ở hợp âm chủ của bài hát đó và dừng làm sao để các đoàn lấy nhịp thật dễ đấy. Mình sẽ lấy ví dụ nhá, mình sẽ lấy cái đoạn đầu luôn lại Đức Kitô nhá. Các bạn kết làm sao để các đoàn thật dễ vào nhịp cái đoạn đó. Đó là một cái kiểu intro. Ví dụ như các bạn có thể lấy đoạn khúc Chúa đã yêu con, Chúa chết cho con được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái một bài hát cụ thể về nhịp 3/4. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh nhịp 3/4. Thì mình sẽ lấy ví dụ một bài hát cụ thể luôn. Hôm nay bị cảm nên ho hơi nhiều. Thì bài hát ví dụ như bài Chính Nhờ Ngài đi. Bài này chắc chắn có nhiều bạn thuộc rồi. Nó là thì là nhịp 3/4. Đấy, 3/4 này. Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến với con người. Đó. Có một đôi bạn thắc mắc thì như thế nào là nhịp 3/4. Thì các bạn cứ hiểu một cách nôm na và đơn giản nhất là 3/4 thì các bạn để ý đến phần tử của nó là số 3 này. Thì các bạn cứ hiểu là trong mỗi ô nhịp mà được đó, mà được cái đường kẻ ngăn ô nhịp này, nó quy định trong mỗi ô nhịp thì có 3 phách. Đấy, nó có 3 phách. Các bạn thấy chưa? Đó, một nốt đen, một dấu chấm dôi, một nốt đơn, một nốt đơn và một nốt đơn, thì tổng lại là nó có 3 phách. Và tất cả những nốt trong bài này đều như vậy. Và bài này chúng ta chơi hợp âm gì nhỉ các bạn? Đây là hợp âm. Người ta ghi rõ ra cho chúng ta luôn. Đây. Mới nhìn vào đầu bài thì chúng ta cũng đã biết rồi, đó là hợp âm la thứ. Đấy, am la thứ nhá. Bởi vì thứ nhất là bài này nó không có dấu hóa này, thứ hai nữa là nó kết ở la.
Đấy, và bài này thì nó trầm và buồn rồi. Thì các bạn lưu ý một điều là bài này thì nó có hai loại hợp âm. Đó là các bạn đoạn phiên khúc thì các bạn chơi hợp âm la thứ, và sang điệp khúc thì các bạn để ý là có ba cái dấu hóa. Có dấu dấu gì ấy nhỉ? Pha thăng, đô thăng và son thăng. Pha thăng, đô thăng và son thăng. Đấy các bạn thấy chưa? Đó. Đó là âm la trưởng. Đấy. Hợp âm la trưởng. Đó. Thì các bạn chú ý là nếu như các bạn mà hợp âm các bạn còn yếu thì các bạn có thể mua cái quyển sách học hợp âm. Thì bên mình cũng có một quyển sách học hợp âm thì dành cho người bắt đầu mới học, thì cũng nếu như các bạn nào muốn muốn học hợp âm cho rõ hơn thì các bạn có thể liên hệ với mình comment bên dưới video để có thể mình gửi bản cái hình sang thì các bạn photo về các bạn tự học đấy. Học âm la thứ rồi, bài này có nhiều bản thuộc rồi. À, mình thử test một đoạn cho các bạn xem nhé. Cả các hợp âm thì cái bài trước mình cũng chỉ cho các bạn thế bấm hai như thế nào, thế bấm một, ví dụ hợp âm la thứ nhá, thế bấm một này, bấm hai này, bấm ba này, đó thì các bạn mình chủ yếu mình chơi thế bấm hai để cho rồi để tác dụng của nó như thế nào. Thứ nhất là để cho cái tay trái này nó chơi sát gần với tay phải này, nó thứ hai nữa là để cho nó cái piano của đàn organ á, nó hầu hết là nó chơi ở tầng giữa là cái âm âm thanh nó hay nhất, còn các bạn mà chơi ở thấp quá thì nó sẽ bị ồn. Chủ yếu là chơi ở tầng giữa. À, mình ví dụ luôn. Chúa chấp nhận này, Chúa chấp là đô la mi la mi la. Nhớ là ở đây thì các bạn ấn cùng một lúc ba nốt là tầm tầm tăng tầm tăng, à, giống như nhịp ba tuôn bực chát chát bực chát chát bực chát chát bực chát chát, một hai ba. Rồi mình ví dụ luôn nhá, Chúa chấp nhận. Cái ngón út này này mình ấn la chỉ một lần thôi này, Chúa chấp nhận cùng sống đấy, Chúa chấp nhận cùng sống đấy, Chúa chấp nhận cùng sống của con.
Các bạn cứ luyện từ từ thôi nhá. Rồi cái kiểu đánh thứ hai như thế này, nó khó hơn một tí. Chúa chấp nhận cuộc sống của, xin lỗi, Chúa chấp nhận cuộc sống của con. Nhìn Ngài đã đến với con người, sống trong con người, nơi con người. Phá cách một tí thì chúng ta bình thường là chúng ta chơi hợp âm như thế này, sau này như thế này, nhưng ở đây thì chúng ta có thể chơi cái loại hợp âm nó lạ hơn một tí, đó là chúng ta sẽ chơi như thế này theo thứ tự: Chúa chấp nhận cuộc sống của con. Chúa chấp là vì là si đô mi. Chúa chấp nhận. Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người sống kiếp con. Chúa chấp nhận, Chúa chấp nhận cuộc sống của, Chúa chấp nhận cuộc sống của con. Chúa chấp nhận, Chúa chấp nhận cuộc sống của con. Đó. Kiểu này thì nó hợp âm thì nó giống như cái kiểu đánh đầu ấy, nhưng mà chúng ta chơi dài hơn. Chúa chấp nhận cuộc sống của con. Đó, các bạn tay phải cũng bấm thế bấm hai của con nhé. Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người. Rồi ok, các bạn cứ học từ từ vậy thôi. Mình lưu ý một điều là khi các bạn chơi thì các bạn, những bạn nào mà chúng ta vững nhạc thì chúng ta, hoặc là những bạn nào mà muốn chúng ta vững trong cái nhịp hơn á, ví dụ nhịp 3/4 thì các bạn muốn vững nhịp thì các bạn tốt nhất là đưa cái chân của mình chúng ta dầm nhịp nhá. Ví dụ nhịp 3/4 thì chúng ta dầm bụp chát chát bụp chát chát bụp nó, cho nên khi, vì thế khi chúng ta đềm đàn thì nó sẽ dễ hơn, chúng ta dễ bắt nhịp hơn nhá. Chúa chấp nhận, Chúa chấp nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người trong tiếng con người. Trong bài này thì các bạn lấy intro, thì các bạn có thể lấy cái đoạn đầu này cũng được. Chúa chấp nhận cuộc sống của con, thì các bạn lấy intro ngay cái khúc đầu đó. Mình sẽ chơi một đoạn intro đầu cho các bạn nhé. Khi các bạn chơi thì các bạn để ý cái nhịp phách mà khi mình kết intro để cho các đoàn họ dễ bắt nhịp đó. Mình có tham dự nhiều thánh lễ thì mình có thấy là nhiều người họ chơi intro á, họ
có hơi 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 thật mất cái nhiều nhất là cái đoạn nghỉ để rồi các đoàn họ lấy nhịp vào thế nào cho phù hợp ấy. Cái đó nhiều đàn sĩ trong phùng phổ công giáo thì bị lỗi rất là nhiều đó. Đặc biệt là chơi thế này tiếng piano này các bạn phải để ý nhịp phách nó phải rõ ràng đó. Thế khi cái nhà này nó mà thấu lên loa đấy, những cái bạn nào mà chơi mà nó thật nhịp và nó thể hiện ra rất là rõ, nó khác với cái thể loại ví như khi các bạn ví như các bạn mà chơi loại này hay khi các bạn chơi đây thì nó thật nhịp thì nó không đáng kể. Còn piano thì các bạn gần trật nhịp với người khác nhận ra liền. Ok, video này mình chỉ hướng dẫn đến đó thôi. Thì nếu bạn nào có thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Và tất nhiên là các video của mình làm thì không thể tránh được khỏi những cái sai sót, thì các bạn có thể góp ý ở phía dưới video. Và có những câu hỏi gì các bạn cứ đặt câu hỏi phía dưới thì mình sẽ trả lời rõ hơn cho các bạn. Thì các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách các bạn like và đăng ký kênh của mình nhé. Thì bây giờ xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công.